Với tình hình bây giờ từ online ra tới ngoài xã hội, từ hải ngoại về tới Việt Nam, cái vấn đề mở phòng đông là chuyện nhỏ, nhưng mà sự xuất hiện khi là người của công chúng hay là một người có sự ảnh hưởng, nhất là về mặt tâm linh, ở đâu thì có thời ở đó, như là tôi có cái tài sự đặc biệt của tôi, nó ảnh hưởng, nó rất là nguy hiểm. Nhiều thành phần xã hội nó xấu, người xấu, người ác, người kêu bằng cái thành phần mà không ra gì, thành phần tồi tệ, nó xấu, nó độc hại, nó nứt vào. Đó là câu trả lời cho những kẻ nào mà bao nhiêu năm qua nói rằng tôi là một con táo hết thời. Thì khi tôi đương kim có thời thì những tệ nạn xã hội mọc lên nhan nhản, nứt vào trong cái bóng của tôi, nấp vào những cái nơi tôi làm từ thiện, tôi cho rum đông tại bao tốt. Hôm nay tôi nhìn lại mình, tôi biết rằng sự xuất hiện của tôi, người đặc biệt trên internet, tại YouTube này mà ăn theo thị trường, nên kiếp cho cái YouTube này thời thế nó đông cơm áo gạo tiền, nó đông, nó ăn cắp. Do tôi đi đến trang mạng YouTube này ngồi mở kênh, tôi đi tới đâu thì ở đó nó đông, cho nên tôi không có cho phép mà núp vào những cái kênh đông, do cái sự ảnh hưởng của tôi mà nguyên một trang mạng nó đông. Cái thời đến cho trang mạng YouTube, Google này làm ăn buôn bán ngoại giao, nên tôi phái người bề trên tôi kiến và tôi không có cho nữa, để cho cái tình hình lắng động lại, để thanh lọc lại những cái rác xã hội, những cái tệ nạn xã hội, để mà nó lắng động lại một thời gian, y như trang mạng bao tốt vậy. Tôi không chịu trách nhiệm và tôi cấm tuyệt đối không được lợi dụng hình ảnh, tên tuổi, không được lợi dụng đời tư của tôi để lừa đảo hại người. Những cuộc kêu gọi quyên góp, những cái chuyện tiền bạc, bất cứ một cái lý do gì, tôi không có sự tham gia, phải hỏi ý tôi. Tất cả những ai quen biết tôi từ bao tốt mà ngồi ở bên đây trên YouTube này coi, đi tới lui gặp tôi không chịu trách nhiệm nếu qua trung gian không hỏi ý tôi trước. Ai làm gì mà không hỏi ý tôi trước? Ngay cả cái tên Ngọc Sơn mà vào báo tốt mở phòng không hỏi ý tôi trước, tự động mở phòng. Tôi không có chi nhánh, tôi không có hùng hạp, tôi không có chung đụng gì hết. Hãy mà làm mà không có ý của tôi lên tiếng thì không có tôi ở trong đó. Thì cái thằng Ngọc Sơn nó làm gì tôi không có trách nhiệm, tôi không có dính dấp gì tới, tôi thông báo cho biết rõ nha. Nó tự ý mà nó làm cái gì một mình mà không có tôi lên tiếng nói thì không được tin, không để bị lừa đảo. Và tôi cũng vậy, những ai yêu mến tôi, thương trái tấu tôm này, thích trái tấu tôm và thông cảm cho tôi, một người bất hạnh, sống khó khăn, đồng tiền bệnh tật ít, có lòng tốt, có tấm lòng mà kêu bằng mến thích mà cho tôi tiền xài, tặng tiền cho tôi xài, thì phải hỏi ý tôi, phải gặp tôi trực tiếp, tránh vấn đề bị lừa đảo, bị ăn cắp đời tư mà làm loạn, để tránh cho những kẻ tiểu nhân, những đứa xấu, những đứa độc ác, những kẻ xấu, kẻ dơ nó chặn lại, nó ăn cướp, nó ăn cắp đời tư cá nhân của quý vị. Đừng có tin, hãy gặp tôi trực tiếp, cái gì cũng qua tôi trực tiếp nha, chưa, đừng có để kẻ xấu nó qua trung gian, nó mượn tên mượn tuổi rồi nó lợi dụng tôi nổi tiếng, rồi nó kêu bằng, nó thay mặt cho tôi này kia, nó kêu gọi tiền này kêu gọi tiền kia mà tôi không biết gì hết. Những năm qua nó làm tại bao tốt nhiều lần lặp đi lặp lại, thời buổi cơm áo gạo tiền nó lừa đảo, nhất là mới đây tôi công khai có nhận một số ít tiền bạc những ai tặng, nên nó sẽ lựa vào cái thời điểm mà nó không có mặt tôi trên internet, tôi không có thường xuyên ngồi tại bao tốt hay gặp ai. Nó lợi dụng tôi vắng bóng trên thị trường, tôi không nhận của ai bừa bãi. Nó đánh tâm lý, nó giả nick, nó giả kênh, nó giả tên tuổi của tôi. Nó núp đằng sau lưng internet, nó đi lấy những cái thông tin, rồi nó chung vào trong đời tư. Tài khoản của tôi, cái Yahoo email của tôi đã bị đột nhập vào, nó ăn cắp thông tin của tôi. Cái đời tư, nhà cửa, số phone, địa chỉ, những cái số an sinh xã hội, ngày sinh của tôi cũng bị ăn cắp. Nên lưu ý, bài vừa rồi tôi bị ăn cắp liên tục ở trong nhà băng của tôi suốt một năm mấy nay, tiền của tôi mất sạch hết. Vừa rồi nhà băng lấy lại tôi cũng còn mất gần 1.000 tiền mặt,
mà tôi là một người bệnh tật nghèo mà nó không tha. Nó làm mấy ngày nó vô cả cái tài khoản PayPal của tôi nó quậy tan nát hết. Nó ăn cắp tiền của tôi trong PayPal nữa. Cho nên mọi người cẩn thận, nó dùng tài khoản của tôi, nó vào trong cái email của tôi và nó tự động lấy tiền trong PayPal của tôi. Nó tự động phá tôi và nó lấy sạch tiền nhà băng của tôi rồi, cộng tới cộng luôn 6-7 lần rồi, gần một chục lần. Nên tôi thông báo những ai quen biết tôi từ YouTube này thông vào trong bao tốt, cẩn thận bị lừa đảo. Tôi là một người, tôi đang ở bên Mỹ, tôi không có đi Việt Nam. Khi nào mà tôi có đi Việt Nam, tôi lên tôi thông báo, tôi chia sẻ. Tôi về tới Việt Nam là tôi báo, tôi cho biết trước. Hoặc tôi quay phim chụp hình, tôi có ngày tháng kỷ niệm, tôi khôn hơn ngày xưa. Tôi sẽ làm trực tiếp lên kênh của tôi. Còn hiện tại bây giờ tôi không có nhu cầu đến Việt Nam, tôi không có nhu cầu ra khỏi nước Mỹ. Tôi đang không khỏe, tôi nằm ở trên giường tôi dưỡng bệnh. Mùa hè tôi rất mệt, tôi bị cảm liên tục, tôi bệnh nằm đây rất mệt nên tôi không có đi đâu hết. Đây mà tôi đi ra ra khỏi cái giường ngủ mà tôi thay đồ lên đó, mà soạn quần soạn áo để mà làm cho gọn nhà lại, đồ đạc của tôi phải soạn lại. Nhiều cái quần áo mới tinh mười mấy hai 30 năm tôi chưa kịp bận, nó chật hết rồi, nó lỗi thời, tôi chung vô không lọt, tôi phải kiểm tra lại. Rồi cái nào tôi bận không được tôi phải dục vô trong thùng rác. Chứ bây giờ tôi có làm lên tôi bán cũng không biết bán ai. Đồ mới tinh bốc tem mà bây giờ tôi bán ở đâu, nó phức tạp vô cùng, nó đủ thứ chuyện hết. Cho nên chỉ có một con đường là đem liệm thùng rác thôi, để coi như thế nào tôi phải soạn, tôi bỏ bớt quần áo đồ đạc của tôi trong ngoài trên dưới, tôi chưa làm kịp, tôi rất là bận. Có bao nhiêu tài sản đồ đạc của tôi phải thanh toán, tôi làm chưa có kịp, tôi nằm ở đây rất mệt. Tình hình internet là do tôi mà đi tới đâu nó đông thì cái phần của tôi, trời cho tôi cái duyên, cái thời của tôi, thời của tôi là đã 20 mấy năm chưa bao giờ là tôi hết thời nào, vì đây là cái trời cho tôi. Ngoài đời cũng vậy, tôi đi ra ngoài đường là người ta để ý, là người ta đi tới, là người ta mến, người ta thích, người ta tới, người ta giao lưu đông nghẹt. Tôi đi tới đâu cũng có fan, tại vì lâu rồi tôi không có đi ra ngoài đường. Tôi là một người phụ nữ đặc biệt như vậy, đó là cái tài của tôi, cái duyên, cái đức của tôi, cái thời, cái thế của tôi, chứ không phải mạng xã hội đơn giản. Không phải chỉ ngồi internet mà nó mới đông, mà nó đông là không phải tại một trang mạng bao tốt riêng, mà tất cả những nơi nào tôi đến. Hiện tại tôi trên cái YouTube này, khi tôi lên tiếng nói không còn cho cái thời ăn theo, để thanh lọc lại những cái tệ nạn xã hội núp ở trên mạng xã hội mà làm tùm lum hết. Nó lừa đảo hại người từ cái bao tốt và nó núp vô những cái nơi đông, cứ ở đâu có đám đông là nó trà trộn người xấu rồi á, kẻ tốt á, vàng thật vàng vả nó là vàng giả nó lẫn lộn. Còn tôi thì chỉ làm cái phần của tôi, là tôi lấy tài là tôi ngưng lại, tôi vái bề trên khi tôi coi lại là tôi không có độ gì hết, thì cái phần của tôi sẽ bớt đi rất nhiều. Cũng như trang mạng bao tốt bây giờ không, nó không có loạn như ngày xưa. Rõ ràng là cả chục năm nay tôi dẹp một cái là nó lắc động lại liền, mà nó cần thời gian chứ nó không có cái gấp liền vài phút vài giây, cái gì nó quay từ từ mới thấy được, thì nó cái sự ảnh hưởng quá lớn, nó kéo dài, nó đặt đi năm này qua tháng kia, nó cần thời gian nó mới lắng động lại không. Còn bên cạnh là cần phải luật pháp làm thẳng tay nó một phần nữa thì nó mới bớt đi cái sự đau thương của xã hội. Phần của tôi không muốn gì tôi ăn theo tôi mà làm loạn, và tôi không có cho làm loạn. Tôi cho nhiêu đó chù phi ăn đã rồi nhặt mặt trận không, ăn ké ở trên trời rớt xuống từ trên trời á, không bỏ một cái sức lao động, không bỏ một cắc mà nhờ tôi mà làm giàu, nhờ tôi mà có đám đông, nhờ tôi mà có thời đủ rồi. Bây giờ bỏ sức ra mà lao động, tự bỏ tiền túi ra mà tự lo với nhau, chứ tôi không có cho phi chùa nữa, tôi không có giúp nữa, tôi không có cho nữa, không có cho ăn theo tôi nữa, tôi dẹp hết, hiểu không? 9:26 buổi sáng ngày 24/7/2024, không có độ, không có gieo duyên, không có cho ăn theo, không có đưa lên, không có cho gì nữa hết. Mà nếu tôi muốn cho là tôi sẽ ưu tiên chỉ có fan ruột của tôi thôi, fan đàng hoàng dễ thương chỉnh chu, tôi phải coi người, coi trước coi sau tôi mới cho. Tôi phải coi lại, tôi thanh lọc lại từng thằng, từng con, từng kẻ, từng người, chứ tôi không có cho mà cái kiểu rộng rãi, mà cái kiểu mà bao nhiêu năm qua nữa, 20 năm hơn rồi, 22 năm trời rồi trên internet và ngoài đời nữa.
Từ khi tôi bước tới Mỹ, tại bao nhiêu năm tôi làm từ thiện, làm công quả, tôi không có cho nữa. Tôi đến Việt Nam, tôi cũng làm từ thiện, kẻ nào nhờ tôi, nhờ cái bóng của tôi mà ăn theo có thời. Không, mà hôm nay tôi lấy lại hết, tôi mới cho nữa. Cái thời là tôi lấy lại là xong rồi. Tôi mà phế thì cái thời là đừng có hòng nằm mơ mà dễ dàng. Của thiên trả địa, cái gì của tôi nó sẽ trả lại cho tôi. Bởi tất cả bắt đầu từ tôi cho thì trả lại là của tôi là nó hợp lý. Nó về tâm linh. Từ từ chúng ta cứ nằm coi phim hay dài tập và quý vị. Ai đấm đá chém giết sân si không phải chuyện của mình. Chuyện đó là chuyện của thiên hạ. Hãy YouTube trả tiền lương thì sân si chém giết gì cái đồng lương tiền á bạc của thằng YouTube hay của Việt Kiều Việt Nam đủ đại gia đủ bỏ tiền thể hiện là chuyện trách nhiệm nghiệp của họ, nghiệp của tụi nó không phải của tôi. Còn phần của tôi mà tôi là một người có tài có đức đi tới đâu tôi cho thời cho thế tôi độ tôi gieo duyên là tôi lấy là tôi cắt xong tôi phế tôi chấp chứ tôi không cho tôi không có cho gì nữa hết. Tôi đã lên tiếng tôi không cho rồi thì có ăn là cũng phải ói ra bởi vì không phải của tôi cho. Tôi đã không cho rồi thì bề trên cũng kiến trả lại cho tôi thôi. Nhờ tôi mà ăn rồi chửi trả cắn chuột thì bề trên cũng kiến lấy lại.